ghi nhận của phóng viên tại văn phòng nhà xe Sao Việt, số 789 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, tình trạng dừng đỗ trả khách luôn hoạt động tấp nập. Xe khách Sao Việt, Sao Việt Limousine hay các xe trung chuyển của hãng đều dừng đỗ đón khách với tần suất liên tục. Không chỉ ngang nhiên lập bến cóc ở văn phòng, nhà xe Sao Việt còn sử dụng nhiều xe trung chuyển loại từ 9 đến 29 chỗ ngồi đón khách từ nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Theo quan sát của phóng viên, chiếc xe mang biển kiểm soát 29B62362 hãng xe Sao Việt ngang nhiên dừng xe trước cửa văn phòng, di chuyển một lượng khách lớn sang xe khoảng 30 chỗ để chở đến một địa điểm khác. Ngoài địa điểm 789 Giải Phóng, tại văn phòng số 7 Phạm Văn Đồng cũng diễn ra các hoạt động tương tự mà không thấy bóng dáng cơ quan chức năng. Điều đáng nói, trụ sở cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cách đó chưa đến 1 km. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này diễn ra từ lâu nhưng không có cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Việc đón trả khách gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự. Được biết, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có nhiều văn bản phản hồi và yêu cầu thanh tra sở khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự Hà Nội tuần tra, kiểm tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm. Thế nhưng, dường như văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ quyết liệt trên giấy. Khi thương hiệu nhà xe Sao Việt vẫn vô tư lập bến cóc ngay giữa nội thành để đón khách, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý dứt điểm, đem lại an toàn cho người tham gia giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các bài tiếp theo.